Chủ tịch Jason Yuka, Hàn Quốc. Về phía tập đoàn E-Group Việt Nam, tập đoàn sở hữu thương hiệu Jason Beauty Việt Nam, xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch tập đoàn E-Group Việt Nam. Xin được giới thiệu bà Vũ My Lan, Tổng Giám đốc tập đoàn E-Group Việt Nam. Về phía Jason Beauty Việt Nam, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Hoài Thu, Tổng Giám đốc. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Vinh Tùng, Phó Tổng Giám đốc. Bà Hoa Tâm, Tổng Giám đốc điều hành mạng lưới nữ lãnh đạo quốc tế Dublin Việt Nam. Jason Hao được ra đời từ năm 1979 tại Hàn Quốc. Chuỗi các viện trị liệu thẩm mỹ Jason hiện đang dẫn đầu trong ngành chăm sóc sắc đẹp tại châu Á và tiên phong cho xu hướng làm đẹp tự nhiên, hiệu quả, an toàn. Jason Beauty tiếp tục đánh dấu mốc quan trọng cho hành trình nam tiến bằng sự kiện khai trương trung tâm thứ 6 tại tầng 12, số 198 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Jason Beauty, đẹp tự nhiên, người khí chất. Kính thưa đại diện tất cả các cơ quan truyền thông báo chí và toàn thể các quý vị khách quý, và đặc biệt là xin chào đón các hoa hậu đến từ xứ sở Kim Chi xinh đẹp. Và ngày hôm nay tôi rất là vui mừng vì có thể thực hiện cái ước muốn của mình, chính là ngày hôm nay chúng tôi chính thức khai trương cơ sở Jason Beauty đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh ạ.